Quý vị thân mến, Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé và không có gì gọi là nổi bật. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến Việt Nam thì hẳn 99% bạn bè quốc tế, không kể là đang sống ở đâu, đều có thể nghĩ ngay đến một quốc gia với bề dày lịch sử chống ngoại xâm cực kỳ hào hùng. Lịch sử 4.000 năm của nước ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc xâm lăng của ngoại quốc. Trong số đó có rất nhiều quốc gia khổng lồ thuộc hàng máu mặt. Ấy thế mà Việt Nam vẫn giữ được nền độc lập và phát triển cho đến tận hôm nay. Và ngày hôm nay quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về 7 quốc gia mạnh nhất từng đánh chiếm Việt Nam. Vị trí số 3 chắc chắn sẽ khiến nhiều anh em sốc vì ngạc nhiên đấy. Thứ nhất, Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có chung biên giới dài hơn 1.400 km. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Trong lịch sử, Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược Việt Nam dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu. Những xung đột đó được biết đến từ những truyền thuyết truyền miệng từ thời xa xưa như truyền thuyết thời Hồng Bàng, quốc gia văn lang của Hùng Vương, phải phòng vệ trước sự xâm lược của nhà Ân. Nhà Tần sau khi thôn tính các quốc gia Trung Nguyên đã tiếp tục tràn xuống phía nam sông Trường Giang, xâm chiếm lãnh thổ các bộ lạc Bách Việt, trong đó có Âu Lạc. Thục Phán đã lãnh đạo thành công cuộc chiến 10 năm bảo vệ lãnh thổ, nhưng sau đó bị mắc bẫy nên mất quyền cai trị đất nước vào tay nhà Triệu năm 179 trước Công Nguyên. Tới đây, vùng lãnh thổ độc lập của người Việt phải chịu tình trạng thuộc địa của các triều đại phương Bắc Trung Quốc trong 10 thế kỷ. Các triều đại của Trung Quốc từng kiểm soát lãnh thổ thuộc Việt Nam ngày nay là Tây Hán, Tần, Đông Hán, Đông Ngô, Tây Tấn, Đông Tấn, Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần, Tùy và Đường. Người Việt giành được độc lập tự chủ, kết thúc thời kỳ Bắc thuộc có thể có từ năm 905 khi Thúc Khửa Dụ giành quyền tự chủ, hay năm 938 khi Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán. Người Việt giành được tự chủ cho mình. Nhưng trong suốt hơn 1.000 năm tiếp theo cho đến hiện tại, xảy ra nhiều cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia. Vào năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh bại quân đội nhà Đường, giành lại độc lập cho Việt Nam. Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam, thời đó gọi là Tĩnh Hải Quân và chưa có quốc hiệu chính thức, do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, quân dân Việt Nam giành thắng lợi. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Nước Việt tiến vào thời kỳ xây dựng nhà nước phong kiến, độc lập lâu dài. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không từ bỏ ý định xâm lược Việt Nam. Trong thời gian sau đó, Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược Việt Nam nhưng đều bị thất bại. Chiến tranh Tống Việt năm 981 là một cuộc chiến tranh giữa Đại Tống thời Tống Thái Tông và Đại Cồ Việt thời Lê Đại Hành, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 981 trên lãnh thổ Đại Cồ Việt. Kết quả, dân quân Đại Cồ Việt đã đánh bại quân đội Đại Tống. Sau cuộc chiến này, năm 986, Hoàng đế Đại Tống chấp nhận nhà Tiền Lê và ban chế phong cho Lê Đại Hành. Chiến tranh Tống Việt từ năm 1075 đến năm 1077 là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ 11. Giai đoạn đầu, tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt đã chủ động đánh đòn phủ đầu sang đất Tống trong chiến dịch năm 1075-1076 nhằm làm suy yếu binh lực của nhà Tống. Giai đoạn sau, quân lính rút về lập tuyến phòng thủ trên bờ nam sông Như Nguyệt chống lại cuộc nam tiến của đại quân Tống trong năm 1076-1077. Trận Như Nguyệt kết thúc với chiến thắng của quân đội Đại Việt sau khi đã gây tổn thất lớn cho đại quân nhà Tống, buộc quân Tống phải tháo lui và Đại Việt bảo vệ được nền độc lập tự chủ của mình. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt là một cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của quân và dân Đại Việt đầu thời Trần, dưới thời các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, trước sự tấn công của đế quốc Mông Cổ. Tuy thời gian của cuộc kháng chiến bắt đầu từ năm 1258 đến 1288, nhưng thời gian chiến sự chính thức chỉ tổng cộng bao gồm khoảng gần 9 tháng, chia ra làm 3 đợt. Trước, giữa và sau các đợt chiến sự là thời gian tiến hành tích cực các hoạt động ngoại giao. Kết quả,
Đại Việt bảo vệ được nền độc lập của mình. Nhưng để tránh chiến tranh tái diễn, trên danh nghĩa phải chịu là một xứ phụ thuộc vào đế quốc Mông Cổ. Thắng lợi quân sự của phía Đại Việt gắn liền với tên tuổi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lịch sử Việt Nam xem cuộc kháng chiến này là một trong những trang sử hào hùng nhất của mình. Cuộc xâm lược lớn nhất của Trung Quốc vào Việt Nam diễn ra vào năm 1407. Quân đội nhà Minh đã đánh bại quân đội Việt Nam và sáp nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc. Việt Nam sau đó trở thành một tỉnh của Trung Quốc trong hơn 50 năm. Vào năm 1428, Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh bại quân đội nhà Minh, giành lại độc lập cho Việt Nam. Sau đó, Việt Nam đã tiếp tục nhiều lần đánh bại các cuộc xâm lược của Trung Quốc trong các thế kỷ tiếp theo. Cuộc xâm lược cuối cùng của Trung Quốc vào Việt Nam diễn ra vào năm 1979. Quân đội Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam trong thời gian ngắn, nhưng đã bị đánh bại và buộc phải rút quân. Các cuộc xâm lược của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam đã gây ra nhiều đau thương và mất mát cho nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, người Việt Nam đã luôn kiên cường chiến đấu và bảo vệ được độc lập và chủ quyền của mình. Ngoài các cuộc chiến tranh trên, Trung Quốc đã nhiều lần quấy rối Việt Nam bằng các hành động như xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, đánh bắt cá trái phép, buôn lậu. Những hành động này đã gây ra nhiều thiệt hại cho Việt Nam về kinh tế, môi trường và an ninh. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và xung đột, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn có những tiến triển tích cực. Trong những năm gần đây, hai nước đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Việt Nam cần tiếp tục kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời tăng cường hợp tác với Trung Quốc để xây dựng một mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài. Thứ hai, Nhật Bản. Sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, một nước thành viên phe trục là Nhật Bản xâm lược Việt Nam nhằm xây dựng căn cứ quân sự để chống lại phe đồng minh ở Đông Nam Á. Sau khi Việt Nam bị Nhật Bản chiếm đóng, tháng 3 năm 1945, Nhật Bản lật đổ chính quyền Pháp ở Việt Nam, cầm tù các viên chức cấp cao Pháp và trả lại Việt Nam nền độc lập dưới sự bảo hộ của Nhật với Bảo Đại là quốc trưởng. Sự đầu hàng của Nhật vài tháng sau là một sự kiện Hồ Chí Minh, lúc đó là Nguyễn Ái Quốc, đã chờ đợi từ khi Pháp bại trận vào năm 1940. Ngay khi xung đột chấm dứt, Việt Nam tuyên bố độc lập. Tuy nhiên không lâu sau, một cuộc chiến tranh giành độc lập nổ ra giữa Việt Minh và Pháp, kéo dài đến năm 1954. Sau đó, Nhật, một đồng minh phát xít với Đức và Ý, đã yêu cầu chính quyền Vichy Pháp phong tỏa các đường tiếp tế tại Đông Dương cho quân đội Tưởng Giới Thạch. Nhưng chính quyền Pháp không đồng ý. Ngày 5 tháng 9 năm 1940, quân đội Nhật dưới quyền chỉ huy của tướng Takuma Nishimura bắt đầu tiến công quân vô Đông Dương với sự hỗ trợ bởi hải quân và không quân từ các hàng không mẫu hạm và đảo Hải Nam. Với quân đội quá yếu, chính quyền Vichy Pháp đã phải đồng ý và buộc phải ký hiệp ước chấp nhận cho quân đội Nhật đóng quân tại Đông Dương và cho phép Nhật dùng Đông Dương để đưa quân và tiếp tế cho cuộc chiến về phía Trung Hoa và Miến Điện. Hiệp ước chỉ cho 6.000 lính Nhật đóng quân tại Đông Dương và tối đa 25.000 lính Nhật tạm thời đóng quân trên đường di chuyển tới mặt trận ngoài Đông Dương. Hiệp ước vừa ký xong thì Nhật bắt đầu đưa sư đoàn 5 bộ binh dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Akihito Nakamura tiến vô Lạng Sơn trái với hiệp ước đã ký. Trận đánh Lạng Sơn giữa lính người Đông Dương dưới quyền chỉ huy Pháp và quân đội Nhật bắt đầu. Ngày 25 tháng 9, Lạng Sơn thất thủ, mở đường cho quân Nhật tiến vào Hà Nội. Sáng ngày 24 tháng 9, Hải quân và không quân Nhật bắt đầu tấn công các vị trí phòng thủ của Pháp xung quanh Hải Phòng. Ngày 26 tháng 9, bộ binh Nhật đổ bộ rồi chiếm Hải Phòng và cuối ngày Hà Nội cũng bị thất thủ. Kể từ đó, Đông Dương bị Nhật chiếm đóng cho tới khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Người Việt Nam đã kiên cường chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản. Nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã nổ ra. Tiêu biểu là phong trào Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Phong trào Việt Minh đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam và đã trở thành lực lượng chủ chốt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhật Bản thua trận trong Thế chiến thứ hai vào năm 1945.
Quân đội Nhật Bản ở Việt Nam đã đầu hàng quân đồng minh vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Nhật Bản đã để lại nhiều hậu quả tàn khốc cho người Việt Nam. Hàng trăm nghìn người Việt Nam đã bị chết và bị thương. Đặc biệt, 2 triệu người đã chết trong nạn đói năm Ất Dậu. Nhiều tài sản của nhân dân Việt Nam đã bị phá hủy. Cuộc chiến tranh cũng đã làm cho Việt Nam bị lùi lại nhiều năm về kinh tế và xã hội. Thứ ba, Hàn Quốc. Hàn Quốc dưới thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Park Chung-hee đã can thiệp sâu rộng vào chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1964 đến 1973, Hàn Quốc đã gửi hơn 325.000 quân nhân tới Nam Việt Nam tham chiến với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ. Số lượng binh sĩ Hàn Quốc lớn hơn rất nhiều so với Úc, Thái Lan, Philippines hay New Zealand và chỉ đứng sau Hoa Kỳ trong số các lực lượng quân đội nước ngoài hiện diện ở Nam Việt Nam. Phía Hàn Quốc đã đưa ra lời đề nghị gửi quân đến Nam Việt Nam ngay từ năm 1954, nhưng bị từ chối. Ngoài ra, viện trợ kinh tế từ chính phủ Mỹ là nguyên nhân chính đổi lấy sự tham chiến của Hàn Quốc vào cuộc chiến. Bên cạnh đó, một số binh sĩ Hàn Quốc thấy rằng mình phải chiến đấu để trả ơn cho những hy sinh mà người Mỹ đã làm trong chiến tranh Triều Tiên. Nhưng nhiều người khác cũng nhận thấy cơ hội tăng lương và hỗ trợ gia đình vì đất nước sau chiến tranh vẫn còn nghèo đói. Lương trung bình tại Nam Việt Nam là 37,50 đô la một tháng, cao hơn mức cơ bản là 1,60 đô la mỗi tháng ở quê nhà, mặc dù phần lớn họ được chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ. Đơn vị đầu tiên của quân đội Hàn Quốc đến Nam Việt Nam vào tháng 2 năm 1965 được gọi là lực lượng Dove, tức là bổ câu. Đơn vị này bao gồm có quân nhân, kỹ sư, quân y, cảnh sát, liên lạc viên cùng các nhân viên hỗ trợ. Lực lượng Dove được triển khai đến khu vực biên hòa của Nam Việt Nam để hỗ trợ xây dựng trường học, đường xá, cầu cống. Đội ngũ y tế theo báo cáo đã điều trị cho hơn 30.000 thường dân Nam Việt Nam. Nhìn chung các hoạt động dân sự được đánh giá là tương đối thành công. Ngoài lực lượng chiến đấu và hậu cần, Hàn Quốc cũng gửi thêm khoảng 100.000 công nhân dân sự đến Nam Việt Nam. Họ đảm nhiệm các nhiệm vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, trên mặt trận quân sự, quân đội Hàn Quốc khi tham chiến đã gây ra nhiều vụ thảm sát thường dân Nam Việt Nam, bị nghi ngờ hỗ trợ hoặc có liên hệ với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đơn cử như vụ thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị được xác nhận là do các lực lượng của phía Hàn Quốc tiến hành. Họ cũng bị cáo buộc gây ra nhiều cuộc thảm sát khác tại Bình An, Bình Hòa và Hà My. Những sự việc tương tự được cho là cũng đã xảy ra tại làng An Lĩnh và Vinh Xuân thuộc tỉnh Phú Yên. Thời báo New Week cho biết, các vụ thảm sát như ở Vinh Xuân được nhân chứng sống sót mô tả là có cả trẻ em. Những vụ thảm sát của lính Hàn Quốc là một trong nhiều nguyên nhân khiến dân làng gia nhập hàng ngũ Việt Cộng. Sau này, phía Hàn Quốc thống kê rằng, quân đội của họ đã làm tổng cộng khoảng 41.000 người Việt Nam bị coi là Việt Cộng thiệt mạng. Thứ tư, Pháp. Đầu tháng 9 năm 1958, thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta phải đương đầu với họa xâm lăng từ một nước phương Tây hoàn toàn chiếm ưu thế về tiềm lực kinh tế, quân sự và nhất là vũ khí, công nghệ quân sự. Đông đảo nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu, tích cực cùng quan quân triều đình hoặc tự mình đứng lên chống thực dân Pháp. Mặc dù thực dân Pháp khuất phục được triều đình nhà Nguyễn, nhưng không thể đè bẹp được tinh thần kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Các phong trào yêu nước tiêu biểu như phong trào Cần Vương do các văn thân sĩ phu yêu nước lãnh đạo diễn ra sôi nổi trong cả nước và kéo dài hơn 10 năm, từ 1885 đến 1896. Truyền thống yêu nước quật cường của dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ, nhân dân khắp cả nước tích cực đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ đất nước. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên lần lượt thất bại. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cao trào cách mạng diễn ra trên khắp cả nước,
với khí thế sôi nổi. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào. Tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 4 năm 1945, Trung ương triệu tập Hội nghị Quân sự Cách mạng Ba Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời Cách mạng Việt Nam. Từ tháng 4 năm 1945, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ. Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng của cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945. Được sự giúp đỡ của quân đội Anh, thực dân Pháp tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Sau đó, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ngày 12 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị toàn dân kháng chiến. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua 9 năm thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, quân và dân ta không ngừng phát triển thế tiến công, càng đánh càng mạnh, giành những thắng lợi to lớn, tiêu biểu như chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch hòa bình năm 1951, chiến dịch Đông Xuân từ năm 1951-1952, chiến dịch Tây Bắc năm 1952, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, làm nên thắng lợi lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thứ 5. Úc và New Zealand. Ngoài Hàn Quốc, Australia và New Zealand cũng có gửi quân sang Việt Nam tham chiến cùng Mỹ trong thời kỳ này. Các cố vấn quân sự Australia đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1962 và những binh lính Australia đầu tiên đặt chân đến nước ta từ năm 1965. New Zealand cũng nối gót Australia và Mỹ, bắt đầu gửi các đơn vị công binh và pháo binh đầu tiên của mình tới Việt Nam từ năm 1965. Sau này, khi thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam leo thang, phía New Zealand còn gửi các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ sang tham chiến. Số lượng lính Australia đông nhất tại miền Nam Việt Nam được ghi nhận là 7.672 người, trong khi đó ở phía New Zealand là 552 người. Tổng cộng có khoảng 60.000 lính Úc và 3.500 lính New Zealand từng tham chiến trên chiến trường Việt Nam. Còn số thương vong của lính Australia là 521 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Trong khi đó, phía New Zealand có 37 lính thiệt mạng và 187 lính bị thương. Phần lớn các lực lượng Australia và New Zealand đóng quân ở khu vực Phước Tùy, nay là Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ 6. Mỹ. Hiệp định Geneva, miền Bắc giải phóng hoàn toàn và chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế lạc hậu và bị tàn phá nặng nề sau 15 năm chiến tranh. Sau khi Pháp thất bại, Hiệp định Geneva được ký kết, đế quốc Mỹ gạt thực dân Pháp ra khỏi miền Nam của Việt Nam. Mỹ trực tiếp tiến hành ý đồ xâm lược của mình. Tháng 6 năm 1954, đế quốc Mỹ tiến hành hất cẳng thực dân Pháp và đưa Ngô Đình Diệm về thành lập chính phủ bù nhìn và triển khai kế hoạch phá hoại việc thi hành Hiệp định Geneva. Ở miền Nam, Mỹ Diệm gây ra cuộc chiến tranh đặc biệt, đó là dùng người Việt đánh người Việt và kết hợp vũ khí, kỹ thuật hiện đại cùng với những biện pháp khủng bố, đàn áp nhân dân. Đầu năm 1964,
Mỹ thực hiện kế hoạch Johnson-McNamara để nhằm bình định miền Nam trong 2 năm 1964-1965. Chúng đã lập ra Bộ Chỉ huy Liên hợp Việt-Mỹ và đưa quân đội Mỹ vào miền Nam vào cuối năm 1964. Sau thất bại trong chiến tranh đặc biệt, Mỹ chuyển sang chiến tranh cục bộ ở miền Nam và đồng thời ở miền Bắc gây ra chiến tranh phá hoại. Giữa năm 1965, chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh của Mỹ, cùng với quân chư hầu và quân ngụy, trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng và chủ động. Trong lịch sử Việt Nam từ năm 1954-1975, tháng 1 năm 1966, Mỹ mở cuộc phản công mùa khô kéo dài trong 4 tháng với 450 cuộc hành quân lớn nhỏ và chủ yếu là đánh vào miền Đông Nam Bộ. Sau thất bại vào tháng 10 năm 1966, Mỹ lại mở cuộc phản công chiến lược mùa khô. Đến tháng 4 năm 1967, Mỹ tập trung quân đội đánh vào miền Đông Nam Bộ để nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực và các cơ quan đầu não của cách mạng nước ta. Ngày 30 và 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt nổi dậy và tấn công ở 64 thành phố và thị xã. Ngày 20 tháng 4 năm 1968, thành lập nên Liên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Mặt trận Thống nhất Dân tộc Mỹ được mở rộng. Tháng 2 năm 1965, Đế quốc Mỹ liên tục sử dụng không quân và hải quân để đánh phá vào miền Bắc, với mục đích nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Sau 4 năm ròng rã chiến đấu, nhân dân miền Bắc đã giành được thắng lợi. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1968, Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc và nói chuyện với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị 4 bên ở Paris. Sau khi Tổng tiến công và nổi dậy vào Tết Mậu Thân, Mỹ tấn công nước ta từ nhiều phía. Phong trào chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam dấy lên trên toàn bộ nước Mỹ. Hạ viện Mỹ đòi rút tất cả quân đội Mỹ ở Việt Nam về nước trong một thời gian ngắn nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Vào đầu năm 1971, sau 43 ngày chiến đấu liên tục, quân và dân miền Nam lập chiến thắng đường Nam Lào và đập tan ý đồ cắt cử đường mòn Hồ Chí Minh của Mỹ để cô lập cách mạng miền Nam. Vào năm 1972, trong lịch sử Việt Nam từ năm 1954-1975, cuộc tiến công của quân dân miền Nam bắt đầu từ Quảng Trị và được lan rộng khắp miền. Vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Từ đó, Mỹ phải rút hết quân ra khỏi miền Nam của Việt Nam. Thứ 7, Khmer Đỏ, Campuchia. Chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia là cuộc xung đột quân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Campuchia Dân Chủ. Phía Việt Nam gọi đây là chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng dân quân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, hay còn gọi ngắn gọn là chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Cuộc chiến có nguyên nhân từ việc quân Khmer Đỏ tấn công quân sự vào lãnh thổ Việt Nam, giết chóc người dân, đặc biệt là vụ thảm sát Ba Chúc khiến hơn 3.000 dân thường Việt Nam thiệt mạng. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 13 tháng 12 năm 1978, khi 10 trong 19 sư đoàn, khoảng 50.000 đến 60.000 quân của quân đội Khmer Đỏ, được sự trang bị và hậu thuẫn của Trung Quốc, tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Đáp lại yêu cầu của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và Nhân dân Campuchia, Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu một chiến dịch tấn công Khmer Đỏ từ ngày 23 tháng 12 năm 1978 đến ngày 7 tháng 1 năm 1979. Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng, đã đẩy lùi lực lượng Khmer Đỏ đang chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam về phía bên kia biên giới hai nước. Sau khi lực lượng Khmer Đỏ bị đẩy lùi, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến quân vào Campuchia để phối hợp với các lực lượng cách mạng Campuchia, tiến công vào các cơ sở chính quyền và quân sự của Khmer Đỏ và lật đổ chính quyền này từ trung ương tới địa phương. Ngày 7 tháng 1 hàng năm được chính quyền Vương quốc Campuchia hiện nay chọn là ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Việc đánh Khmer Đỏ đã được thực hiện xong từ năm 1979. Tuy nhiên, tàn quân Khmer Đỏ vẫn còn tồn tại và đe dọa đến chính phủ mới tại Campuchia, dẫn tới việc Việt Nam đóng quân tại Campuchia trong suốt 10 năm tiếp theo. Khi nhắc đến cụm từ Khmer Đỏ, hầu hết mọi người đều đồng lòng rằng
Đây là một nhóm tổ chức khát máu và diệt chủng chính dân tộc của họ và thực hiện vô số hành động độc ác trong thời kỳ cai trị Campuchia. Tuy nhiên, vào những năm 1970 của thế kỷ trước, Khmer Đỏ vẫn được các nước lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ hỗ trợ để thực hiện âm mưu phá hoại Việt Nam. Do đó, gần như toàn bộ cộng đồng quốc tế đã làm lơ trước các hành động diệt chủng của Pol Pot. Thậm chí, họ đã được kết nạp vào Liên Hợp Quốc. Điều này khiến chúng ta phải cảm thấy khốn nạn hơn, khi Liên Hợp Quốc còn bày trò cấm vận Việt Nam khi chúng ta tiến hành phản công Khmer Đỏ sang Campuchia. Để hiểu rõ tường tận vấn đề này, chúng ta cần phải đi từ nguyên nhân cuộc chiến, cho thật rõ ràng. Chỉ bằng cách tìm hiểu từ nguyên nhân và cốt lõi của vấn đề, chúng ta mới có thể giải quyết được tất cả các khúc mắc và tranh cãi, loại bỏ mù mờ và hoang mang về các vấn đề đối ngoại với Campuchia. Nguyên nhân chiến tranh. Hãy nói thử xem, những người dân Việt Nam đang xem video này, khi chúng tôi thống kê những tội ác này của Khmer Đỏ dành cho nước ta, quý vị có chấp nhận nổi hay không? Khmer Đỏ đánh chiếm và hành quyết hơn 500 dân thường ở đảo Thổ Chu, đốt phá 471 ngôi nhà, làm gần 800 người dân bị giết, bị thương và mất tích ở Tây Ninh, nã pháo vào Châu Đốc, An Giang, cầm dao cắm qua biên giới cắt đầu dân ta, rồi cắt đầu cả dân Campuchia, rồi đổ tội là bộ đội ta làm, thực hiện thảm sát Ba Trúc ở huyện Tri Thôn, An Giang, nơi hơn 3.000 người dân thường vô tội của ta bị Khmer Đỏ giết chết. Thống kê tất cả, từ năm 1975 cho tới năm 1978, có tới 30.000 người Việt Nam bị Khmer Đỏ sát hại trong các cuộc tấn công dọc biên giới. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã cố gắng đàm phán ngoại giao, nhưng Khmer Đỏ đã từ chối đàm phán. Trung Quốc ở giữa không chịu làm trung gian hòa giải, còn Liên Hợp Quốc làm lơ trước các phản đối của chính quyền Việt Nam về các hành động gây hấn của Khmer Đỏ. Không ai ở cạnh ta, còn xương máu đồng bào thì đổ mỗi ngày và sẽ không dừng lại vì Pol Pot từng viết câu này trong nghị quyết của họ. Chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn thì có thể đánh 10, 15 đến 20 năm. Thực hiện 1 diệt 30, hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu người Việt Nam. Việt Nam tấn công Campuchia hoàn toàn không hề sai, nhưng để đi tìm nguyên nhân chiến tranh của cuộc chiến này một cách cốt lõi nhất, chúng ta phải lật lại cả một quá trình lịch sử vô cùng lớn. Bắt đầu có lẽ phải kể từ khi chúa Nguyễn Hoàng sợ anh rể Trịnh Kiểm giết hại, mà nghe lời trạng trình Nguyễn Bình Khiêm chạy vào Nam. Các đời chúa Nguyễn đã mở rộng lãnh thổ dần về phía Nam, và phần lãnh thổ được mở rộng ấy chính là Champa của miền Nam Trung Bộ hôm nay và một phần của đế quốc Khmer, tức Nam Bộ, bao gồm cả Sài Gòn. Ngày nay, cuộc trường chinh ấy được Gia Long, Nguyễn Ánh hoàn thiện toàn bộ vào năm 1802, tạo ra diện mạo hình chữ S bây giờ và được Minh Mạng đưa lên một tầm cao mới khi biến Campuchia trở thành một quốc gia bị lệ thuộc vào đế quốc Đại Nam của ông ta. Đó là vào thế kỷ thứ 19. Ngày và Trương Minh Giảng, vị tướng đầu tiên của Việt Nam đóng quân tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Khi Pháp tiến vào Việt Nam, số phận của Việt Nam, Lào, Campuchia cùng nhau trở thành thuộc địa, gọi là xứ Đông Dương hay là Liên bang Đông Dương, đặt dưới sự kiểm soát của toàn quyền Pháp. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chấm dứt tình trạng thuộc địa trên Đông Dương. Lào, Campuchia cũng từ chiến thắng ấy mà giành được độc lập với hai quốc gia riêng biệt. Nhưng người Campuchia với giấc mộng về một đế quốc Khmer vĩ đại năm nào vẫn luôn nhớ về vùng đất tổ tiên của họ đã bị các chúa Nguyễn lấy đi vào cuối thế kỷ thứ 19. Và đây chính là nguyên nhân cốt lõi cho cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam sau này. Bởi Trung Quốc đã dùng chính lá bài lịch sử này để tuyên truyền cho Khmer Đỏ rằng Việt Nam xấu xa, rồi từ đó họ tấn công An Giang, Phú Quốc, Thổ Chu và Tây Ninh, hại chết mấy ngàn người Việt Nam ở biên giới, đẩy Việt Nam đến thế không thể nổ súng. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, ngay sau khi Khmer Đỏ chiếm được thành phố Ta Keo, Seoul
con rể của Tam Mốc, tư lệnh quân đội Khmer Đỏ tuyên bố như thế này: "Chúng ta phải đánh Việt Nam vì 18 tỉnh của chúng ta, kể cả Prenoco, tức là Sài Gòn, đang ở đó. Thật sự đáng sợ. Họ không đơn thuần là tự nhiên đi đánh chúng ta đâu. Có lý do cả đấy. Tuy nhiên điều này lại chỉ là sản phẩm tuyên truyền của Trung Quốc. Bởi nếu họ đòi đất cho đế quốc Khmer, thì nên đi đòi Thái Lan và Lào. Vì hai nước ấy cũng nằm trong 1 triệu km vuông ngày xưa của đế quốc Khmer. Vậy tại sao Trung Quốc lại muốn Campuchia đánh Việt Nam? Lý do của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bây giờ nằm ở thời kỳ hiện đại. Mâu thuẫn giữa hai đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc và mối quan hệ ngàn năm của Việt Nam-Trung Quốc. Vấn đề chiến tranh biên giới Tây Nam không đơn giản là vì Trung Quốc muốn gây sự với Việt Nam các vấn đề Biển Đông hay biên giới mà nhiều bạn hiểu lầm, mà vì vấn đề đồng minh cạnh tranh ảnh hưởng với Liên Xô của Bắc Kinh. Mâu thuẫn Xô-Trung là mâu thuẫn ý thức hệ giữa Stalin và Mao Trạch Đông. Suy nghĩ của Bắc Kinh là luôn cố gắng hắt chân Moscow để giành lấy vai trò lãnh đạo phong trào Cộng sản thế giới. Trong cuộc tranh giành ảnh hưởng lãnh đạo của hai siêu cường Cộng sản này, họ yêu cầu các nước Cộng sản nhỏ hơn phải lựa chọn hoặc theo họ hoặc theo kẻ kia. Trung Quốc không chấp nhận Việt Nam thân thiết với Liên Xô. Họ đánh giá Việt Nam vong ân bội nghĩa khi suốt chiều dài chiến tranh Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam đã nhận rất nhiều viện trợ từ vũ khí cho đến lương thực của Trung Quốc. Và Trung Quốc dùng Campuchia làm lá bài phá hoại kẹp hai đầu Việt Nam. Tuy nhiên hãy đặt câu hỏi là tại sao Trung Quốc lại phải làm điều đó, trong khi không dùng cách bình thường là đưa cho Việt Nam các miếng bánh lợi ích hơn đi cùng với sự đe dọa để Việt Nam ngả lại về Bắc Kinh. Câu trả lời là mối quan hệ lâu đời của Trung Quốc và Việt Nam, nơi mà Trung Quốc luôn coi Việt Nam là vùng đất cũ của họ. Trung Quốc phải xử lý Việt Nam theo cách khác. Trước khi tướng Lê Trọng Tấn với chiếc áo bào đẫm thuốc súng bước vào thủ đô Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của miền Nam Việt Nam, một người rất đáng kính, nhận được điện đàm từ Bắc Kinh. Theo đó, nếu như Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận đi theo Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ tác động để ngăn bước tiến miền Bắc đang siết chặt Sài Gòn. Ông Dương Văn Minh với suy nghĩ của người dân Việt Nam chân chính đã từ chối. Bắc Kinh rất sợ một Việt Nam thống nhất. Bắc Kinh tuyên truyền cho đồng minh của mình là Campuchia biết về sự nguy hại của Việt Nam. Việt Nam là kẻ xâm lược. Việt Nam là kẻ thù cướp đất của lịch sử đế quốc Khmer. Cùng với đó là mâu thuẫn âm ỉ mà Pol Pot đã nhắm vào Hà Nội từ trước đó. Khmer Đỏ tiến hành cuộc tấn công ở biên giới. Khi mọi việc vượt quá sức chịu đựng của Hà Nội, thì chiến tranh nổ ra. Việt Nam tấn công Campuchia của chính quyền Pol Pot do Trung Quốc hậu thuẫn. Trung Quốc xem đó là hành động vuốt mặt không nể mũi. Họ có cái cớ đường đường chính chính để đưa quân đánh xuống Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm rất kỹ binh pháp Tôn Tử và vận dụng rất linh hoạt. Một liên hoàn kế đã được sử dụng để đưa Việt Nam vào trong. Sức mạnh quân sự của Việt Nam sau hai cuộc chiến tranh với Mỹ và Pháp vượt trội hoàn toàn so với Campuchia. Cuộc chiến được ví như dùng búa tạ diệt ruồi ấy đã nhanh chóng kết thúc khi mọi sự kháng cự của Campuchia hoàn toàn bị bẻ gãy ở các hướng. Chỉ trong 15 ngày, mọi vấn đề về biên giới được giải tỏa. 8 vạn quân Việt Nam đánh bật hoàn toàn các lực lượng Khmer Đỏ mà trước đó còn diễu võ dương oai với người dân biên giới. Sau khi đánh tan bước 1, Việt Nam mở bước 2, xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia. Các sư đoàn 307, 309 quét sạch một loạt các tỉnh bờ đông sông Mekong. Tới ngày 2 tháng 1 năm 1979, đã đánh tan toàn bộ quân chủ lực của Khmer Đỏ ở cửa ngõ vào Phnom Penh. Ngày 6 tháng 1 năm 1979, sư đoàn 2, sư đoàn 7 và sư đoàn 9 đánh thẳng vào Phnom Penh để giải cứu hoàng thân Sihanouk. Lần thứ hai trong vòng hơn 100 năm, Việt Nam có mặt ở thủ đô Phnom Penh. Lại một lần nữa, lịch sử nhắc đến cái tên Lê Trọng Tấn như là một trong những vị tướng xuất chúng nhất lịch sử và bị lãng quên nhất lịch sử. Ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia do Heng Samrin làm chủ tịch đã được thành lập với sự hậu thuẫn của Việt Nam.
Ngày 17 tháng 1 năm 1979, thị xã cuối cùng là Khô Công rơi vào tay quân đội Việt Nam. Cuối tháng 3, Siem Reap và Bat Thampang cũng lần lượt vào tay quân đội Việt Nam và chính phủ mới của Campuchia. Toàn bộ Campuchia nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Việt Nam. Chúng ta tiến sát tới biên giới Thái Lan. Đây là thời điểm mà Việt Nam còn là con ngáo ộp của khu vực Đông Nam Á. Nhưng cuộc chiến không đơn giản như vậy. Khmer Đỏ chỉ bị tan rã vì quá khủng khiếp trước hỏa lực của quân đội Việt Nam, chứ chưa hề bị tiêu diệt. Tan rã và tiêu diệt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng tập hợp lại thành từng nhóm du kích và đêm đêm đột nhập vào trại quân ta, dùng dao quắm cắt đầu hoặc là gài mìn phục kích. 8 vạn người lính Việt Nam, theo nhiều nguồn tin khác nhau, đã chết trong khoảng 10 năm bởi chiến thuật du kích ấy. Việt Nam thắng rất dễ dàng, nhưng phần còn lại thì thật khủng khiếp. Đối mặt với du kích, đối mặt với sự phá hoại của Trung Quốc và đối mặt với sự phản đối lớn của cả quốc tế, dẫn đầu là Mỹ và Liên Hợp Quốc. Có mặt từ ngày đầu Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc năm 1977, ông Võ Anh Tuấn, cựu đại sứ Việt Nam kể, Việt Nam từng vấp phải nhiều khó khăn trong vấn đề Campuchia. Chủ đề này luôn nóng trong mỗi cuộc họp về hòa bình, an ninh. Trước việc nhiều nước chỉ trích cho rằng Việt Nam xâm lược Campuchia, phái đoàn Việt Nam phải tìm những lập luận để phản bác, khẳng định cuộc chiến là chính nghĩa. Liên Xô đưa quân vào Đông Âu chống phát xít Đức, Ấn Độ đưa quân vào Pakistan giúp giải phóng Bangladesh thì được ủng hộ. Tại sao Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thì lại bị lên án? Đáng lý là phải khen chứ, ông Tuấn nói. Khi Pol Pot bị đánh đổ, chính quyền mới của Campuchia được thành lập năm 1979, thì lực lượng Campuchia Dân Chủ vẫn còn tồn tại. Một phần nguyên nhân chính thể này vẫn có thế lực đứng sau hậu thuẫn. Thế khó của Việt Nam khi đó là ít bạn. Chúng ta gần như bị cô lập về vấn đề Campuchia. Liên Hợp Quốc khi đó có hơn 90 nước. Để nghe, hiểu và trả lời cho họ hiểu lý lẽ Việt Nam là điều rất khó. Khi đó, đoàn ngoại giao luôn vận dụng châm ngôn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với ông Huỳnh Thúc Kháng trước khi rời Hà Nội sang Pháp vào năm 1946 là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong quan hệ quốc tế, bạn hay thù có thể thay đổi, nhưng độc lập chủ quyền dân tộc thì không bao giờ. Anh giữ được độc lập chủ quyền thì luôn đúng, không giữ được thì anh nói gì cũng sai. Ông chia sẻ, ở góc độ nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Hà, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nằm trong ý đồ chiến lược chung của các thế lực phản động quốc tế, thông qua bàn tay của tập đoàn Pol Pot nhằm cô lập và phá hoại Việt Nam. Theo ông Campuchia Dân Chủ, Pol Pot là người đứng đầu chính phủ, thua kém hơn nhiều so với Việt Nam về quân sự, nhưng tấn công Việt Nam một cách chủ động. Nguyên nhân là họ có thế lực bên ngoài xúi giục, hỗ trợ, giúp đỡ về vũ khí, vật chất và cố vấn. Thêm vào đó, Việt Nam bị chính quyền Mỹ bao vây, cấm vận toàn diện khi chiến tranh kết thúc. Chính quyền Trung Quốc cũng gây sức ép toàn diện nhằm buộc Việt Nam phải nghe theo. Thực hiện yêu cầu từ Bắc Kinh, khi Việt Nam phản ứng thể hiện quan điểm độc lập, tự chủ, thì Mỹ, Trung phản ứng. Tại hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định chiến tranh biên giới Tây Nam là cuộc chiến vì chính nghĩa. Hành động giúp đỡ nhân dân Campuchia của Việt Nam là trong sáng, xuất phát từ tình bạn giữa hai nước. Cùng quan điểm, tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia cho rằng, sự thật đã bị cộng đồng quốc tế hiểu sai trong suốt thời gian dài. Nhiều nước xuyên tạc, vu khống Việt Nam và tiến hành nhiều biện pháp bao vây cấm vận. Vì nhân dân và đất nước Campuchia mà Việt Nam đã chịu nhiều hy sinh, tổn thất. Phải đến 30 năm sau, tập đoàn Pol Pot mới bị Tòa án Liên Hợp Quốc và Campuchia đưa ra xét xử và kết án phạm tội ác diệt chủng. Cho đến bây giờ, người dân Campuchia vẫn dành cho Việt Nam hai sự mâu thuẫn, lời cảm ơn và lời nghi ngại. Cảm ơn vì ngăn tội diệt chủng và nghi ngại về cái cách Việt Nam đã làm. Sự nghi ngại trở thành cái ghét khi gặp phải sự tuyên truyền. Cho đến bây giờ, với sự có mặt và bơm đều của Trung Quốc, mối quan hệ Việt Nam và Campuchia cũng không thể nào trở nên thực sự tốt đẹp được nữa. Gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã một phen dậy sóng trước bài viết nhan đề
tại sao có nhiều người Campuchia thù ghét người Việt. Cụ thể, bài viết này nói rằng, ít ai biết, một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất về chế độ Khmer Đỏ là When Broken Glass Floats, từng nói Việt Nam là một kẻ thù truyền kiếp. Cũng trong cuốn sách đó, đã không ít lần nói rằng Việt Nam đã từng và sẽ luôn lợi dụng Campuchia vì các mục đích chính trị. Và quan trọng hơn hết, hình mẫu Việt Nam trong cuốn sách được miêu tả như những kẻ xâm lược khát máu và bạo quyền. Tháng 7 năm 2014, tờ Phnom Penh Post đăng tải bài viết: trong số 20 người bạn của tôi, có tới 17 người ghét Việt Nam. Bài viết này nhanh chóng gây rúng động dư luận Campuchia và cả Việt Nam nữa. Bài viết này cho rằng những người Việt Nam đang có mặt tại Campuchia nhằm xâm lược Campuchia giống như quân đội Việt Nam đã đến đây vào năm 1979, nhằm đánh đuổi Khmer Đỏ và ở lại tận 10 năm. Và dĩ nhiên, bài viết này cũng như trong cuốn sách When Broken Glass Floats đều có những ám chỉ rõ ràng cho rằng Việt Nam xâm lược Campuchia. Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, trên ứng dụng TikTok xuất hiện trào lưu cà khịa nếu muốn nói là sỉ nhục Việt Nam của một bộ phận giới trẻ Campuchia. Nói cà khịa và một bộ phận là con nhẹ, vì những clip đó thể hiện nội dung bài Việt Nam hạ nhục Việt Nam và chúng thu hút hàng triệu lượt xem, thậm chí còn được đề xuất lên xu hướng của TikTok. Nhằm phản pháo lại trào lưu ấy, cư dân mạng Việt Nam cũng cho ra lò những clip tương tự. Bên cạnh đó, cư dân mạng Việt Nam còn dạy lịch sử khi có những clip tóm tắt về cuộc chiến chống lại Khmer Đỏ, chia sẻ những clip cắt từ phim First They Killed My Father hay là No Escape, những bộ phim nói về tính chính nghĩa của cuộc chiến chống Khmer Đỏ và giúp đỡ nhân dân Campuchia. Nguồn gốc sâu xa mà nhiều người Campuchia thù ghét người Việt Nam có lẽ khởi nguồn từ tận những năm tháng vào thế kỷ thứ 15, khi mà đế quốc Khmer bị diệt vong. Người Campuchia rất tự hào về thời hoàng kim của đế quốc Khmer, một trong những đế quốc vĩ đại nhất lịch sử châu Á. Từng có thời điểm, vùng đất mà đế quốc Khmer sở hữu rộng tới hơn 1 triệu cây số vuông, tức là gấp 3 lần diện tích Việt Nam hiện nay. Đế quốc Khmer rơi vào thời gian thoái trào và sụp đổ là thời cơ để các quốc gia láng giềng tiến hành mở rộng lãnh thổ, và trong đó có Việt Nam. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, Việt Nam tiến hành mở rộng lãnh thổ mạnh mẽ về phía Nam, đưa các vùng đất Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ vào lãnh thổ Việt Nam. Tờ Phnom Penh Post viết rằng vào thời vua Minh Mạng, Việt Nam từng xâm lược Campuchia, chiếm Phnom Penh, và mãi đến khi Pháp xâm lược Việt Nam, Campuchia mới giành lại được quyền tự quyết của họ. Người Campuchia vẫn ghi nhận rằng người Việt đã có những đóng góp to lớn vào việc giúp người Campuchia độc lập từ người Pháp, nhưng cũng chỉ trích rằng Việt Nam đã lợi dụng đất đai của người Campuchia vào công cuộc chống Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Họ cũng biết ơn người Việt Nam vì đã cứu họ khỏi Khmer Đỏ, nhưng cũng ghét ra mặt khi ở lại tận chục năm sau. Nhưng đến tận thời gian gần đây, hành động đánh Khmer Đỏ cứu nguy cho người dân Campuchia dần dần bị một bộ phận người Campuchia, đặc biệt là giới trẻ Campuchia, tẩy trắng. Cũng chính tờ Phnom Penh Post cho rằng Việt Nam không xứng đáng được hoan nghênh, và rất nhiều người Campuchia cho rằng Khmer Đỏ chỉ là công cụ tuyên truyền nhằm hợp pháp hóa việc xâm lược Campuchia của Việt Nam. Bên cạnh lý do về lịch sử, còn có những lý do khác ở những khía cạnh kinh tế, chính trị, như Thủ tướng Hun Sen vì thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Campuchia bị tố rằng thân Việt Nam, hay như Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, chính đảng lớn nhất Campuchia cũng được lập ra nhờ công của những người Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt ở Campuchia rất nhiều. Các doanh nghiệp Việt thường có xu hướng sử dụng lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, người gốc Việt ở Campuchia cũng rất nhiều, trực tiếp cạnh tranh với người Campuchia. Và ít ai biết, tại Campuchia từng có một chính đảng chống Việt Nam ra mặt, đó là Đảng Cứu Quốc Campuchia. Luận điệu của đảng này nhắm vào việc chống đối Việt Nam, kích động lòng yêu nước cực đoan, kêu gọi tẩy chay các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Bài người Campuchia gốc Việt kiện Việt Nam nhằm đòi lại quyền chủ quyền của Phú Quốc, quần đảo Nam Du và các tỉnh Tây Nam Bộ, đòi xét xử Việt Nam vì Việt Nam đã xâm lược Campuchia, tiêu diệt Khmer Đỏ. Năm 2014, cộng đồng Khmer Krom
tiến hành biểu tình tại Phnom Penh nhằm mục đích kêu gọi chính phủ Campuchia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tẩy chay hàng hóa Việt Nam và kiện Việt Nam ra tòa, đòi lại các vùng đất thuộc chủ quyền của người Khmer Krom, vẽ lại bản đồ phân định biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Cũng vào những năm 2012 đến 2014, khu vực biên giới phía Tây Nam Tổ quốc bị nhiều người Campuchia kéo đến, kích động, phá rối. Mục đích của nhóm người này là đòi lại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng trong lịch sử, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từng là một vùng đất của ruồi muỗi, hoang hóa, ngập lụt và gần như là rất khó để sinh sống. Nửa sau thế kỷ thứ 17, nhân dân và các tướng lĩnh của Chú Nguyễn tiến hành khai phá vùng đất này. Và đến năm 1698, Chú Nguyễn tuyên bố vùng đất này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Về vùng đất Hà Tiên, do một quan lại cũ của triều Minh là Mạc Cửu khai hoang, sau đó thần phục Chú Nguyễn. Con của Mạc Cửu nhiều lần cứu giá vua Khmer và được ban thưởng nhiều vùng đất đai. Năm 1759, toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tại được quy về lãnh thổ của Chú Nguyễn. Tuy nhiên, sau khi Pháp đô hộ Đông Dương có tiến hành cắt đất ở Hà Tiên về lại Campuchia, nay là tỉnh Ta Keo và Kampot. Năm 2013, Sam Jai Si, một lãnh đạo của Đảng Cứu Quốc Campuchia, liên tục dùng từ Joen hay còn gọi là Joun trong các bài diễn văn nhằm mục đích đả kích người Việt và bài trừ Việt Nam, kích động tư tưởng chống đối Việt Nam từ một bộ phận người dân Campuchia. Đến nay, từ này đã trở thành một từ mang màu sắc chính trị nhằm mục đích hạ nhục, phân biệt người Việt, người gốc Việt tại Campuchia. Bản chất của từ Joen không mang hàm ý phân biệt, nhưng cũng giống như những từ ngữ như Bắc Kỳ, dân Thanh Hóa. Những người nói đã cố tình làm cho những từ ngữ này bị sai nghĩa đi vì những mục đích phân biệt rác rưởi. Thậm chí, từng có một thuyết âm mưu không hề nhẹ diễn ra khi phía Campuchia tiến hành bắn đại bác trong những ngày lễ lớn. Các hàng đại bác được hướng về phía đông, tức là về phía Việt Nam. Nhiều người Campuchia cho rằng tâm lý chống Việt Nam vẫn luôn âm ỉ trong xã hội Campuchia, mặc cho những gì mà người Việt Nam vì người dân Campuchia. Thậm chí, nhiều người Việt đã bỏ cả mạng sống, chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Một du học sinh người Campuchia tại Anh khi được phỏng vấn đã trả lời: mặc dù Trung Quốc đã hỗ trợ Khmer Đỏ xuyên suốt thời kỳ trên, nhưng nhìn chung, người Trung Quốc được chào đón ở Campuchia hơn là người Việt Nam. Khi được hỏi lý do vì sao, cô trả lời: đảng đối lập chính phủ Hun Sen luôn duy trì chính sách bài Việt Nam. Các chương trình tuyên truyền đều nhắm vào cộng đồng người Việt, với phần lớn dân số Campuchia sinh sống tại nông thôn. Họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin truyền bá này. Các nghiên cứu về nhân quyền và nhóm các dân tộc thiểu số ở Campuchia cũng đồng tình rằng cộng đồng Việt ở Campuchia được sử dụng là con bài chính trị để phê phán chính phủ Hun Sen và giành lấy phiếu bầu của người dân. Tuy nhiên, phần lớn dân số Campuchia không ưa người Việt mà miệt thị gọi bằng từ Jun. Một thợ sửa khóa người Việt sinh sống lâu năm tại Campuchia kể lại: đầu tiên họ kính nể mình lắm, sau dần họ coi mình không ra gì, sau đó thường xuyên đến quấy phá, làm dối. Sống trên đất họ thì phải chịu thôi. Hầu hết những người Việt sinh sống tại Campuchia đều phải trải qua bị miệt thị. Cảnh sát Campuchia không kiếm chuyện với người Hoa, người Chăm đâu, chỉ người Việt Nam thôi. Người Hoa và người Chăm, hai cộng đồng dân tộc thiểu số lớn thứ hai và thứ ba sau Việt Nam, ít gặp phải tình trạng trên. Nhiều trường hợp ghi nhận trẻ em Việt Nam khi đến trường Campuchia bị phân biệt đối xử. Nhiều em trong số đó giấu danh tính gốc Việt hoặc chọn các trường đông học sinh Trung Quốc để theo học. Năm 2019, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã viết trên trang cá nhân cho rằng Việt Nam xâm lược Campuchia và đe dọa hòa bình Đông Nam Á. Tuyên bố này khiến cho phía Campuchia, cụ thể là Thủ tướng Hun Sen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng The Banh, sốc nặng và phải lên tiếng cải chính ngay rằng Việt Nam không hề xâm lược hay chiếm đóng Campuchia. Tuy nhiên, phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long lại được những người Campuchia mang tâm tưởng chống đối Việt Nam tôn vinh và coi là lý lẽ của sự thực. Vậy thì sự thực là gì? Là việc Việt Nam đã dẹp yên Khmer Đỏ, chấm dứt nạn diệt chủng, mặc cho đã bị gần như tất cả các quốc gia trên thế giới quay lưng.
là việc đã, đang và sẽ đứng chung trong cái tên Đông Dương. Và quan trọng hơn hết, sự thực là mỗi người Việt hay người Campuchia phải học cách chung sống hòa bình, vượt lên trên định kiến và gạt bỏ hiềm khích dân tộc. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video hôm nay đấy là, theo quý vị, liệu trong tương lai, Campuchia có nghe theo lời xúi giục của Trung Quốc mà đánh Việt Nam một lần nữa hay không? Và nếu có, thì liệu Việt Nam có nên đem quân sang Campuchia như ngày xưa? Hãy comment ý kiến ở phía bên dưới để cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu yêu thích video của chúng tôi, quý vị đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.